Con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, con là đệ tử Nư Thiên Chức Phát Danh Tâm An, là một đệ tử trong hàng cổ đạo cho thầy Tam Tạng Giác. Sau đây con xin phép chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Tăng cho phép con vào thời khóa đọc trọn bộ kinh Địa Tạng của các Bổn Nguyện, kính mong các ngài kính chi chỉ con, kính mong Đức Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát kính chi chỉ cho con, cho phép con đảnh lễ các ngài ba lễ rồi chúng con phép vào thời khóa. Nhất tâm cung kính cùng lễ Nam Mô Đại Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo. Nhất tâm cung kính tâm mẹ Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo. Nhất tâm cung kính tâm mẹ Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo. Tâm kính tâm mến là mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm kính tâm mến là mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả chúng. Nhất tâm kính tâm mến là mô đại bi quán thế âm Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả chúng. Nhất tâm kính tâm mến là mô sư phụ Tuyên Hóa Bồ Tát Ma Ha Tát các đại chúng. Nhất tâm cung kính tâm mẹ Nam Mô cầu giáo hộ Bồ Tát Ma Tát các đại chúng. Nhất tâm cung kính tâm mẹ Nam Mô hộ pháp cho tôi Bồ Tát Ma Tát các đại chúng. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Phật, Nam Pháp, Nam Tăng, Nam Phật, Nam Pháp, Nam Tăng. Con phép các ngài chư Phật chư Tát Thánh Tăng cho các con vào thời khóa đọc trọn bộ kinh Địa Tạng của các Bổn Nguyện. Xin cung kính ngài như vậy. Nam Mô Tổ Chủ Tịch Phương Tam Bảo. Nam Mô Chủ Phương Bảo Nam Chủ Phương Bảo. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện bài tựa Địa Tạng Bồ Tát chí tâm quy mạng lễ U Minh giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát lại đức tử bi đại giáo chủ địa là dày chất tạng chứa đủ có nước phương nam nổi mây thơm dưới hương dưới hoa hoa vần vũ mây xanh mưa báu số khôn lường cảnh tốt trang nghiêm cảnh dị thường trời người bạch Phật nhân gì thế Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường chư Phật ba đời đồng khen chủ mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Trong tay đã sẵn gậy vàng, dập tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh. Tay cầm cho sáng tròn vìn, hảo quang soi khắp 3000 đại thiên. Diêm vương chức điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân diêm phủ đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nguyện hương nguyện mây hương màu lầy khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thánh hiền chuyên khởi đài sáng chói trùng đến vô biên cõi xung khắp các chúng sinh để phát bồ đề tâm ra liền những nghiệp vọng chọn nhân đạo vô thượng nam mô hư cung dường bồ tát ma ha tát nam mô hư cung dường bồ tát ma ha tát nam mô hư cung dường bồ tát ma ha tát bản văn phát nguyện lại đứng tam giới tôn quy mạng mười phương phật nay con phát nguyện rộng họ chỉ kinh Địa Tạng trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe để phát bồ đề tâm khác một báo thân này sanh qua cõi cực nặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kệ khai kinh. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô U Minh giáo chủ Hoàng Nguyện Độ Sanh, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ đề. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng. Thần thông trên cung trời đao lợi, phẩm thứ nhất. Phật hiện thần thông tăng nhanh thế này. Một thuở nọ tại cung trời đao lợi, tức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện xuất đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để được phục chúng sinh căng cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật để sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ lớn như là vườn mây sáng rỡ đầy đủ, vườn mây sáng rỡ đại tử bi, vườn mây sáng rỡ đại trí huệ, vườn mây sáng rỡ đại bát nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kiết tường, vườn mây sáng rỡ đại phước đức, vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y, vườn mây sáng rỡ đại phán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vườn mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng tử bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn, trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng, quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và có nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đao nợ, như là trời chứng thứ thiên vương, trời đao nợ, trời tu diệp ma, trời đao xuất đà, trời hóa nạn, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm đại, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước ái, trời quả quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ na, cho đến trời phi phi tượng, phi tượng phi phi tượng xứ, tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng với nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng với nước phương khác như ác mộ quỷ vương, đạo huyết quỷ vương, đạo tinh khí quỷ vương, đạo thai noãn quỷ vương, hành mệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tử tâm quỷ vương, phước nợ quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát của trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đao nợ như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thủ Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng: nếu ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết. Số thánh phẩm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thủ Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đẳng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, dầu nghe lời thành Phật của Như Lai, nhưng chắc là say nằm nghi ngờ, dầu cho có nảy vâng đi nữa, cũng chưa khỏi thủy mãn. Cứ mong Đức Thế Tôn nói rõ nguyên liệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự công thể nghĩa bản như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng: ví như bao nhiêu cỏ cây luồng rừng lúa mẹ che lâu đã đuối bụi bặm, trong có tam thiên đại thiên, cứ một Phật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng lại một hồ cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số kiếp bụi nhỏ trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp. Tỷ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở vực thanh văn và biết chi Phật. Ngài Văn Thủ Sư Lợi lại Văn Thủ Sư Lợi, hai thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể đi bàn đến được.
Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe được danh tự của Địa Tạng Bồ Tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng quái lạy hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường, dẫn đến vẽ các đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời đau nợ, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chỗ ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện: Lạy con tổ sư nọ, trải qua bất khả thuyết tiếp đâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử, lúc đó trong đời có đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nhìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi đức Phật tu hạnh nguyện gì mà tặng tốt đẹp như thế. Khi ấy đức Sư Tử trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tội số tôi thủy những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảm bảy nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua 100.000 ức vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ: Lại thỏa bất khả tư nghỉ vô số kiếp về trước, lúc đó có đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tự pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường khe hộ vệ, bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khi phi ngôi tam bảo. Tuổi ấy mặc dầu thái nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu nắm cho bà mẹ người sinh tránh kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, phát họa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thái nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thái nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa, những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa khác. Thở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương, trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thái nữ chiêm bái tượng của đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tưởng nghĩ thầm rằng đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả các trí huệ. Nếu đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ xuất khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó, thái nữ buồn tủi rơi lệ 100.000 tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: Thái nữ đương khóc kia, thôi đừng có bị ai quá lắm, đây ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thái nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho do mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta là Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mịn mảy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng: Cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng ý tưởng đến danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình lên một bờ biển bên kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy dạo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn phạt chìm phạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ rảnh nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài đến nhọn rửng gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt lấy người tội, túng bắt đầu trên tay người tội. Lại tình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ lưu sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu liên tiếp hỏi thánh nữ rằng: Hai thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chỗ này? Thái nữ hỏi quỷ vương rằng: Đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: Đây là từng biển nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thái nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: Thiệt có địa ngục. Thái nữ hỏi rằng: Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thái nữ lại hỏi: Duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề,
mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ lại cho. Lúc đó, lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này mười muôn do toàn biển phía đông này có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó sắp gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm với xa đồng gọi là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng, trong ba cái biển đó đều là địa ngục. Nhờ đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau vì về địa ngục lớn, thời có 18 chỗ. Bực kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bực kế nữa có đến 1.100 cũng không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng, thân mẫu của tôi mới khuất gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chỗ nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mới tín tà đạo khi khi ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tín chánh pháp, xong rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đoạn lạc vào đâu. Cô đọc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân phụ của thân mẫu của tôi đều là dòng dõi Bản La Môn, thân phụ của tôi hiệu là Thi Na Thiện Kiến, thân mẫu của tôi hiệu là Tuyệt Giới Lợi. Cô đọc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về chớ đơn lòng thương nhớ buồn giàu quá lắm nữa. Tội nữ Tuyệt Giới Lợi đã được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp, thờ Đức Các Ma để tự tại vui như nay. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đã thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thắng sanh cả. Nói xong quỷ vương chắp tay trả thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ Đường Kim Mao chợt tỉnh do biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp thượng của Đức Giác Ma để tự tại vui như nay, phát khởi nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhân đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Văn Tù Sư Lợi rằng, quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính là ông tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bản La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện phân thân tập hội phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn đức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lược, bất khả thiết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội hoặc tại cung trời đang nợ. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát, đã khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương cùng đồng đến hội, cùng đồng đến số nghìn muôn ức Na Do Tha đồng cảm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thải đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho chủ nơi đạo vô thượng chánh đẳng kính tác chọn không còn tối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôn lăng trong vòng sinh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng giấc, nhờ lòng từ bi lớn và thể hiện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Tại chúng đó khi đã đến cung trời đáp nợ, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác, bây giờ Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng sao đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn ước bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng, ta ở trong đời ác muốn thượng giáo hóa những chúng sanh căng cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà rồi tránh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sinh quen theo đánh áp môn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sinh đó, hoặc có người căn tánh sáng nhẹ nghĩa pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được hiệu quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ pháp. Những hạng chúng sinh mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngoài ao rạch suối, làm ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời tạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển nhân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tệ phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ưu và tắc ưu và di, nên đến hiện ra những thanh văn na hán đức chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông Xuyên Ta đã trải qua bao số kiếp nhộng nhằn độ thoát những sinh cao cường đầy tội khổ có hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa được phục được thời phải theo nghiệp thọ báo, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nhớ rằng ta ở cung trời đau đợi ân cần có chút đây mà đón độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ý.
Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất dịu, làm cho con được thần lực chẳng thể như bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp chắc ngập, khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân hóa đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy tín ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sinh tử, hưởng vui liết bàn. Nếu chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc này bằng một sợi lông, một sợi nước, một hột cát, một hột bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảnh lông tóc, con đều độ pháp lần lần, làm cho chúng lo được lợi ích lớn. Cúng mong Đức Như Lai chớ vì chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúng Đức Như Lai chớ vì chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toàn nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh, xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện: quán chúng sinh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Phật mẫu tự hỏi, lúc đó Đức Phật mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thánh giả, chúng sinh trong đời trong cõi Diêm Phủ Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo như thế nào, quả báo ra thế nào? Ngài Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghiệp muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi thời có Phật pháp, nơi thời không có Phật pháp, nên đến vực Thanh Văn Bích Chi Phật cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải chỉ riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phủ Đề chiêu cảm với ác đạo. Ngài Tạng Bồ Tát đáp rằng: thánh mẫu, trông mong Ngài lắng nghe nhận đấy, tôi sẽ lực nói được đó. Thánh mẫu bạch rằng: xin thánh giả nói cho Bồ Tát lực Phật. Bây giờ Ngài Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Thiên Phủ Đề như dưới đây: như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu, kinh chê ngôi Tam Bảo chẳng tính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn ức kiếp không lúc nào ra khỏi được. Và có những chúng sinh xâm tổn của thường trụ ốc phạm tăng ni, hoặc tứ đỉnh làm sự dâm loạn trong chốn chùa tiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh giả làm thầy sa môn thì thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác hạng người như thế, phải vạ vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ta khỏi được. Phải có chúng sinh trộm cắp những tài vật, ngũ gạo, đồ ăn uống, y phục của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải vạ vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ta khỏi được. Ngài Tạng Bồ Tát thưa rằng: thánh mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Đức cùng Địa Tạng Bồ Tát: thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, cứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, cứ kế lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục ngũ vô gián đó, giáp vòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó toàn bằng sắt, cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sở ngục tên là vô gián ngục này, châu vi 1 muôn 8.000 dặm, địa ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực hở suốt chân suốt dưới. Trên từng ngục giám sát chó sát phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chật cả trên giường. Lúc đó, đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vở như thế, lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với các loài ác quỷ răng nanh đến ngọn giường gươm, cặp mắt chó sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt, lại có quỷ dạ xoa khắp cầm chĩa lớn bằng sắp đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi lên trên không chia lấy lấy chia hứng lấy để lại lên giường, lại có chiếc hố bằng sắt mổ mắt người tội, để có giá sắt cắn đầu người tội, nơi đóng đốt khắp trong thân thể để lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưới ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ cuốn lấy thân người tội, một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, do vì tội nghiệp mà cảm thấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Nước thế giới này như hoạn nhờ thở sinh qua sinh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó hư hoại, thở lại sinh vào quả thác nữa, lúc quả thác đó hư hoại, thở cũng xoay vần
và có khác đến khi thế giới này xoay thành xong thời xoay trở về thế giới này. Những sự tội báo trong địa ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào được nuốt nên gọi là vô gián. Một người tội thân đầy trật cửa ngục, nhiều người tội mỗi mối thân cũng đều đầy trật cửa ngục nên gọi là vô gián. Những ví cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cố giã, cố say, cưa đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, da sống liền dầu, nước sắt nóng dưới thân, quái thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một ngày ngừng ngót nên gọi là vô gián. Không gọi là cha hay cái mừng mãn mọi dợ già trẻ sát hèn hoặc rồng hoặc là trời hoặc là thần là quỷ, thế gây tội ác theo đó mà cảm thấy tất cả đều động chịu khổ nên gọi là vô gián. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng trừ một khoản niệm cũng không được, không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng nó sơn được về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những vị phụ để hành tội của những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng nói, Địa Tạng Bồ Tát nói xong khôn chiết no dầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Khi Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện, nghiệp cảm của chúng sinh phẩm thứ tư, Bồ Tát vâng chỉ. Lúc đó Ngài Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con lưu sức oai thần của Đức Như Lai chia thân hình ra lại cái hình này ở khắp trăm nghìn nước thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra được như thế được. Nay con lại được Như Lai có chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật làm cho chúng sinh trong sáu đường đều gặp độ pháp, xin vâng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài thì tạm một cách rằng: Những chúng sinh mà chưa được giải thoát, đánh thức của nó không định, hễ quen làm giữ thời kết thành nghiệp báo giữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm giữ, tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngót, mê lầm chứng nạn trải qua đến kiếp số nhiều như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó. Đời trước ông đã chót lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, độ hết tất cả hàng chúng sinh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Định tự tại vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy nở như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn được nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số, na cho tha, bất khả thiết kiếp về quả trước. Lúc đó có Đức Phật ra đòi hiệu là nhất thiết chí thành tựu Như Lai ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh túc, thiệt hệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60 kiếp khi Ngài vừa chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành 10 hạnh này làm ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều gặp an vui chứng quả bồ đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Ngài Địa Tự Tại Vương rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật, đó chính là đức nhất thiết chí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chết như chúng sinh đó tội khổ, thời chư nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quang mục cứu mẹ. Lại vô lượng vô số kiếp về thọ trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mặt pháp có một vị Na Hán phước lành cứu độ chúng sinh, nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, Na Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cũng rồi Na Hán, Na Hán thọ cũng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thoát sinh vào đường nào. Na Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở,
Đoán hỏi có mục rằng thân mẫu của ngươi lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà lại phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Quan mục thưa rằng ngày thân ngày còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt ngoài cá chạy, phần nhiều là hay ăn cá con và chạy con hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá chạy của người đã ăn thở đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm sao để cứu thân mẫu tôi. Na Hán xót thương bèn chỉ dạy phương trước ngài khuyên Quan mục rằng ngươi phải nhân lòng trí thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa mục như lai và các đáp hình tượng đức Phật thời kẻ còn cùng người mất đều được phước nợ. Quan mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng, nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di, đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quan mục rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sinh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết nói đói lạnh thờ liền biết nói. Sau đó đứa tư gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quan mục rằng nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi biết biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phúc lực của người lên nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây tôi sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói Quan mục biết chắc là mẹ mình, là nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ, nếu không nhờ phúc đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quan mục hỏi rằng những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, rồi đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được. Quan mục nghe xong than khóc rơi lệ và bạch cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin Đức Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy, như thân mẫu tôi khỏi hẳn trốn tam đồ và hạng hạ tiện, cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của đức thanh tịnh liên hoa mục như lai mà phát lời nguyện rằng từ ngày nay nhấn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng bát đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng nó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo địa ngục, súc sinh ngạ quỷ, những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan mục phát nguyện hóa xong liền nghe tiếng của đức Phật thanh tịnh liên hoa mục như lai dạy rằng: này Quan mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thể nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi, sau đó báo sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng trời người trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài tự tại vương Bồ Tát rằng vì Na Hán phương này độ Quan mục tuổi đó chính là vô tận ý Bồ Tát, thân mẫu của Quan mục là ngài giải thoát Bồ Tát của Quan mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hà sa số thời nguyện độ khắp chúng sinh như thế. Trong đời sau khi có chúng sinh không làm này mà làm ác nhân đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiện ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sinh có tội nghiệp như thế chẳng phải chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện trí thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, trưởng trong khoảng phải móng tay những chúng sinh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen cùng dâng cúng những y phục đồ ăn vật uống cúng dường chân mặc, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời thường họ sự vui thắng rượu hoặc nước phước trời đất xanh chúi trốn nhân gian, vẫn còn thường là vị đế vương trong trăm nghìn kiếp lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này tự tại vương, ngài Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn thông thể như bạn, nhiều sự ích cho chúng sinh như thế, các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ khi này hầu làm tiên hầu tuyên truyền nữ bố rộng ra. Ngài tự tại vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn bước đại Bồ Tát chúng con đều có thể lương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sinh. Ngài tự tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn đến
À, nhân lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn chưa độ hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa? Cúi mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sinh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sinh tử, nơi diêm phù đề, ở cõi ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ phát tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ. Bốn thiên vương bạch Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn thiên vương rằng: từ kiếp nó xa dẫn đến ngày nay, ngài Tạng Bồ Tát độ phát tất cả chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lên dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên ngài Địa Tạng phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sinh. Lạy bốn thiên vương, ngài Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời giải rõ quả báo vì ưu mị đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời giải quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời giải quả báo làm chim xe sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói nổi thô ác, thời giải quả báo nguyên thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời giải quả báo không lưỡi miệng nở. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời giải quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bọn sẻ, thời giải quả báo cầu muốn không được toàn nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời giải quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời giải quả báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời giải quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời giải quả báo thác sinh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời giải quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo, thời giải quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời giải quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời giải quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục từ người hạng thanh tịnh và vu báng tăng giả, thời giải quả báo ở mãi trong ngoại súc sinh. Nếu gặp kẻ dùng nước nó sôi lửa chém chặt, nước sôi hai lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời giải quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời giải quả báo cầm thú đối khác. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời giải quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao, thời giải quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc cây gỗ, thời giải quả báo không lưỡi 200 lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời giải quả báo họ sanh vào chốn hẻo lánh. Những chúng sinh trong cõi diêm phù đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng, như thế đây chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong chốn diêm phù đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế lấy các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sinh. Bốn thiên vương nghe nói xong rơi lệ than thở, chắp tay mà lễ Phật mà lui ra. Khi Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện quyển thượng hết, bổ nguyện Địa Tạng đa lợi thiên cung thần thông hiển hóa độ quần mông, đời ngũ trược khó thông, chúng sinh căng cường ha vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Khi Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện quyển chung danh hiệu của địa ngục phẩm thứ 5, Phổ Hiền hỏi: lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân giảng, xin ngài vì trời rồng bát bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sinh vì tội khổ ở trong cõi ta bà cùng với phụ đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sinh ở trong thời mà pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa nhân giả, nay tôi lương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục: thưa nhân giả, phương đông của diêm phù đề nay để có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Giảng.
này có ngục tên là Thiết Ngưu, này có ngục tên là Thiết Y, này có ngục tên là Thiên Nhẫn, này có ngục tên là Thiết Nư, này có ngục tên là Dư Đồng, này có ngục tên là Bảo Trụ, này có ngục tên là Lưu Hỏa, này có ngục tên là Canh Thiệt, này có ngục tên là Tòa Thủ, này có ngục tên là Thiên Cước, này có ngục tên là Đạm Nhã, này có ngục tên là Thiết Hoàn, này có ngục tên là Chánh Luận, này có ngục tên là Thiết Thù, này có ngục tên là Ta Sân. Ngài Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, trong cái núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều có hạn, có địa ngục Thiếu Oán, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục Phần Miếu, địa ngục Đồng Tọa, địa ngục Hỏa Thượng, địa ngục Hỏa Cầu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Xà, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bác Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Bảo Đạo Trích, Đạo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa La. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, lớn đến trăm nghìn. Trong số đó danh hiệu đều đồng, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng, thưa giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi trên phù đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chưa cảm ra. Những địa ngục như thế, nghiệp lực rất lớn, có thể sánh núi Tu Di, có thể sâu rừng biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sinh chớ khinh điều cõi nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mảnh vốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, đều có gặp nhau cũng chẳng còn nào chịu khổ cho nhau. Nay tôi lương vọng ai lực của Đức Phật mà nó sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trông mong nhân giả tạm nghe lời nó, lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng, giàu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hành ác trong đời mà phát sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục, Ngài Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội ra cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạc dầu sôi rục trục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, ở quê ngục từng bụi lửa lớn bay tắt vào người tội, ở quê ngục hoàn cả thần là băng giá, ở quê ngục đầy vô hạn đồ phần thiểu, ở quê ngục lao gai trong sắt, ở quê ngục đâm nhiều giáo lửa, ở quê ngục chỉ đập vai lưng, ở quê ngục chỉ đốt chân tay, ở quê ngục cho ra sắt cuốn cắn, ở quê ngục xua đuổi chó sắt, ở quê ngục đóng ách nửa sắt. Nhân giả những quả báo như thế, trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ thể hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, bốn loại khí cụ do này cho các hành nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, cũng chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nó sơ lược như thế, nếu nói ra cả thời cùng tiếp nói cũng không hết. Như Lai Tán Thán phẩm thứ 6. Phật phóng quang dạng bảo, lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn vào khắp các cõi nước của chư Phật rằng, tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đóng nghe hôm nay ta khen lợi ra bảy những sự của Ngài Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra thức tử bi ngoài thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sinh. Sau khi ta tuyệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với hàng trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chúng sinh mà chứng cảnh vui niết bàn. Khổ Quảng thưa thỉnh, lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Khổ Quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, nay con nghe Đức Phật Thế Tôn ngợi khen Ngài Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể như bạn như thế đâu, mong Đức Như Lai lại vì những chúng sinh trong thời mà phát sau này mà khuyên nói mà tiên nói các sự nhân quả của Ngài Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bát bộ và chúng sinh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Khổ Quảng Bồ Tát rằng, trong tứ chúng rằng, Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng, lắng nghe ta vì các ông nói lược về những sự phước đức của Ngài Tạng Bồ Tát làm ích cho người cùng trời. Ngài Khổ Quảng bạch Phật rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Khổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người Việt Nam kẻ Việt nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là biến ngộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp này. Khổ Quảng, như có kẻ Việt Nam hay người Việt nữ nào hoặc là sẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đa Lợi 100 lần, không còn phải sa đọa và ác đạo nữa. Ví dụ ngày kia có trời hết mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn nào vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn, quả nữ thân
như quá người nữ nào nhà cháu thanh gái hết lòng cúng dường tượng đeo ngày dạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất đá keo sơn đồng sắt ngày ngày thường đem hương hoa đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa chẳng phan tiền bạc vật báu cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ mãn một thân gái hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ hữu nữa nào thọ thân gái trừ khi vì lòng từ cần tài thọ thân gái để độ chúng sinh nương nơi phúc cúng dường để tạo Bồ Tát và sức công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân xinh đẹp lại nữa này phổ quả Bồ Tát nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài để tạo Bồ Tát trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ trừ trăm khoảng một bữa ăn người nữ đó trong nghìn vạn kiếp họ được thân hình người tướng mạng xinh đẹp không có bệnh tật người nữ xấu xí đó nếu không nhà chán thân gái thời trăm nghìn muôn đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi chẳng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả tướng mạo đoan trang xinh đẹp do vì có lòng trí tài chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà tặng phước như thế quỷ thần hộ vệ lại nữa này khổ quả như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà đối trước mà trổ các thứ kỹ nhạc ngâm ca khen ngợi dùng hương hoa cung dường cho đến quyến hóa được một người hay nhiều người những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng ở vị nay sau thường được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ còn không cho những việc không giữ đến tai người đó cũng là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ khinh chê mắc tội lại nữa lại phổ quả Bồ Tát trong đời sau như có người ác và ác thần ác quỷ nào thấy nghe thế kẻ thiện nam người thiện nữ cũng y cung kính cung dường hỏi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sinh khinh chê là không có công đức cũng không có sự lợi ích hoặc nhăn răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt hoặc khuyên bảo người khác cùng chê hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm thở những kẻ như thế sau khi một nghìn đức Phật trong hiện kiếp nhập diệt cả vì tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng qua quả hiện kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân súc sinh lại phải trải qua đến một nghìn kiếp sau nữa đạo sinh làm người giàu được làm người như ở vào hạng bần cùng hèn hạ tật nghiền tiêu xuất hay bị những nghiệp ác ràng buộc và thân không bao lâu sa đọa vào ác đạo nữa này khổ quả khinh chê người khác cũng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế uống nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê phá chấp khinh chê phá diệt tiêu diệt tội chướng lại nữa này phổ quả Bồ Tát trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mã trên giường gối cầu sống hay muốn chết cũng đều không được hoặc đem nằm chiêu ma thấy kỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè hoặc với quỷ thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi bệnh thành bệnh lao bệnh bạn trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ đây đều bị nơi nghiệp đạo luận chưa đối luận đối chưa quyết định ngạ khinh hay chậm nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành mắt phạm tục của kẻ nam người nữ không thể hiện rõ việc đó chỉ phải đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng hoặc đọc tụng kinh này một biến hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà xướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó nay vì những người bệnh này đối trước kinh tượng đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu thắp cúng hoặc cúng vào của thường trụ xướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết giả sử như thần thức của người bệnh đã bị phân tán đến hơi thở đã dứt thời hoặc một ngày hai ngày ba ngày cho đến 7 ngày cứ lớn tiếng dương mạch như trên vừa trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mạng chung thời giàu có từ trước có tội vạ nặng đến dẫn đến năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn quả sinh quả đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước hú nữa nào người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này hoặc bảo người biên chép hoặc tự mình tác vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác đắc vẽ người đó khi thọ quả báo chắc tặng nhiều lợi lớn ngài phổ quảng Bồ Tát vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh này thời ông phải cần phải dùng trăm nghìn phương trước khuyến hóa người đó phát lòng chức năng chỗ đường tối tất thời có thể được trăm nghìn muôn đức công đức có thể không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai siêu độ vong linh lại nữa lại phổ quảng Bồ Tát như những chúng sinh đời sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chiêm bao thấy các hạng quỷ thần dẫn đến các hình nạn rồi các rồi hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc dầu dĩ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ chạy nếu đó là vì cho đó đều là
Được vì hoặc cha mẹ, con em, chồng vợ, khuyến thuộc trong một đời, 10 đời, 200 đời, 1000 đời về được thuở quá khứ, vì đoạn lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào, để cứ vốc nỗi khổ não nên mới về mất bảo với người có tình có nhục. Ở trong đời trước, cầu mong là phương tiện gì để hầu được giải thoát khỏi ác đạo. Này phổ quảng, ông nên dùng sức oai thần tiến hành khuyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, trí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc tụng đủ số 3 biến hoặc đến 7 biến. Như vậy kẻ khuyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó sẽ, xong sẽ giải tạo giải thoát cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. Quả lô lại lại nữa này phổ quảng, như đời sau này có những hạng người hạ tiện hoặc tớ trai tớ gái nhắn đến những kẻ không được quyền tự do biết là do tội nghiệp ở trước gây ra cần phải sám hối đó, nên thở lên trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Đạo Bồ Tát, rồi trong 7 ngày nghiệp các nhiều của ngài Đạo Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời trong 1000 đời, trong 1000 muôn đời về sau được sanh vào bậc tôn quý, chọn không bao giờ phải xa đạo vào 3 đường ác khổ nữa, sanh con dễ nuôi. Lại về nữa này phổ quảng Bồ Tát, về trong đời sau này, trong tuổi sau này, nơi cõi diêm phù đề, trong hạ sát đến nội bà la môn trưởng giả cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào muốn sinh đẻ hoặc con trai con gái, nổ trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ muốn sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, là vì đứa trẻ mà niệm ân hiệu của ngài Đạo Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Được vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay gái mới sinh ra đó, nếu ở trước nó có gây nên tội vạ chi cũng đặng thoát khỏi, cả nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Quả như nó là đứa trẻ lưu nơi phúc lực mà thọ sinh, thời đời nó càng được ăn vui hơn, cùng sống vui lâu hơn. Ngày thật trai tụng kinh được phước. Lại vậy nữa này phổ quảng, trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14 rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là những ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sinh trong cõi Lam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Bốn đứa nào những kẻ buông lung giết hạ, trộm cắp, tả dâm vọng ngữ, trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hình thánh để tập tụng kinh này 1 biến tỏ trong quanh chung quanh chỗ người đó ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, trong khoảng 100 do tuần không có xảy ra những việc tai hại. Còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến 100.000 năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng 1 biến kinh này ở trong đời hiện tại, hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này phổ quảng, thì thế lên biết rằng ngày Đạo Bồ Tát có bất cả thuyết 100.000 muôn đức, những sự oai thần lớn nhiều lợi ích cho chúng sinh. Như thế chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngày Tạng Đại Sĩ, những chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Tạng Bồ Tát cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu thời những người đó còn sự an vui nạ thường trong thời hiện tại, 200.000 muôn đời về hiện nay thường được tác sinh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày sự ngợi khen ngài Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bản như thế. Rồi xong nay vì muốn những chúng sinh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai: Vâng, con xin cung kính tin lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, tin này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng: Kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm ích cho chúng sinh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu chắp tay cung kính mà lễ Phật mà lui ra. Lợi ích cả kẻ còn người mất. Phẩm thứ 7, khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét tất cả chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lại nành phần nhiều, vốn thất tâm tốt ban đầu, còn khi gặp duyên sự bạo ác chẳng nành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn này, càng nặng thêm lần, càng có đốn thêm lần, chân nặng lún nút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện trí thức đội dùng đá bớt cho, hoặc là đội dùng hết cả, vì hàng hiện trí thức đó có sức khỏe mạnh, lại cho dìu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân hơn. Nếu
Nếu khi ra quả bùn này đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh quen theo thời ác bắt đầu từ mảnh bún rồi lần lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sinh quen theo quá trận này ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thanh kiến của người chết của người đó mà tu tạo phước này để giúp tiền đồ cho người đó, họ che khăn nặng, họ thắp đèn dầu, họ truyền đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng với chi Phật làm cho một danh một hiệu tố vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là nơi bổn thức nghe biết chứ theo nghiệp báo của những ác của người đó đã tại gây tạo suy tính đến quả báo thời đó nhé. Người đó phải vạ vào ác đạo, xong nhờ thân kiến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó phải đều tiêu sạch. Như sau khi người đó đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể là cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sinh lên cõi trời, hoặc sinh trong loài người hưởng lấy nhiều sự vui sướng, mà kẻ thân kiến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì nãy trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời dòng tám bộ chúng người có tuy nhân mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi Diếp Phù Đề ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng này, đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì người giết hại cho đến lễ tế lễ đó không có một mảnh muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có cái thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước đời hiện tại vừa rồi đã chứng đạo phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng vì vừa lúc nam chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không thành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối diện chậm sanh vào chỗ này. Cũng gì là người kia chết lúc sanh tiền chưa từng làm được chút phúc này, đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà phải tự bị sa đọa vào ác đạo hàng thân thuộc nữa, nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến tuyển lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang nặng hơn 100 cân, cũng gặp kẻ lân cận lại gần một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Đức Phật Thế Tôn có xem xét những chúng sinh trong có Diếp Phù Đề ở nơi trong giáo pháp của Phật nữa có thể làm những việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông giọt nước và một hột cát một mảnh bụi nhỏ, thời đến tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả Tử Bạch hỏi: khi ngài Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sinh. Trong buổi phương, ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Tạng Bồ Tát rằng: thưa đại sĩ, trong cõi Nam Phương Phủ Đề chúng sinh làm khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ thì người chết đó mà tu các công đức cho đến tiết trai cũng được tạo những phước này, thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn cùng người mất đầy được tội được lợi. Ngài Tạng Bồ Tát đáp rằng: ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong thời hiện tại này cùng khỏi vị na sao lưng nơi oai thần của Đức Phật mà nói lực về việc đó. Để ông trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại hay vị na lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh kiệt không tu tạo phước này mà lại gây nấy những tội ác, sau khi người mạng chung hàng thân quyến kẻ nơi người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo phước nợ làm tất cả được về thánh đạo, ở trong 7 phần công đức người chết nhờ đặng 1 phần và 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì kéo trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vì nay nghe lời nói vừa rồi trên đó cố gắng mà tu hành thời đạo, ở chọn phần công đức, con quỷ dữ vô tưởng kia công nhận mà đến tận hồn vất vẩn nghịch mà chưa rõ lại tội hai phước trong 49 ngày, như ngay như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong phải cứ đi theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nhìn muôn sầu khổ, vốn là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết khi đó chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước này để cứ vớt cho qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 1000 năm không có ngày nào được thoát khỏi, nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián và phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong 1000 kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Lại ông trưởng giả, sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước này cho người chết đó, thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc nước làm quốc chớ có đem nước gạo lá rau đổ vãi ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch khi lưỡng, thời người chết đó chọn không được mảnh phước nào cả. Nếu có thể khi lưỡng giữ gì tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời trong 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần. Lại ông trời giả, vì thế nên nếu chúng sinh trong cõi Diêm Phủ sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế kẻ còn cùng mất đều được phước nợ.
đừng nói ít cả. Lúc này tặng nói lời này tại cung trời đó lợi có số nghìn mức na do tha quỷ thần quá diêm phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại điện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ 8. Diêm La Vương cùng quỷ vương Vân Tập, lúc đó trong cái núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng vua với vua Diêm La đồng lên cung trời đao loạn đến chỗ của Đức Phật. Các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Thánh Quỷ Vương, Bạch Hồ Quỷ Vương, Huyết Hồ Quỷ Vương, Xích Hồ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Tân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lai Nha Quỷ Vương, Đạo Thúy Quỷ Vương, Tạng Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Ha Quỷ Vương, Chủ Mạo Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sàn Quỷ Vương, Chủ Mạo Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiệp Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỷ Lợi Thất Vương, Đại Kỷ Lợi Thất Vương, Kỷ Lợi Sa Vương, Đại Kỷ Lợi Sa Vương, A La Cha Vương, Đại A La Cha Vương, như vị Đại Quỷ Vương như thế, mỗi vị đều cùng với trăm nghìn tiểu quỷ vương đã phải ở trong có diêm phù đề đều có chức trách đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương cùng với vua Diêm La lên sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Tạng Bồ Tát đồng đến cung trời đao loạn đứng qua một phía. Vua Diêm La bạch Phật, bây giờ vua Diêm La quỷ cố chấp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ta chứng quan được các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội lên cung trời đao loạn này, mà cũng vì chúng con tặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cũng xin Đức Thế Tôn tử bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo Vua Diêm La rằng: Cho phép ông nói đó, cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ Vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường cùng trăm nghìn phương chức để cứu vớt cứu độ những chúng sinh mắc phải tội khổ, ngài không từ mệt nhọc, ngài Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng tại sao hạ chúng sinh vừa đạo thoát khỏi tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa? Bạch Đức Thế Tôn, ngài Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hạ chúng sinh chẳng chịu nương về đường này để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phật giảm trở nhân. Đức Phật bảo Vua Diêm La rằng: Chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề đấy tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Tạng Bồ Tát bạch Bồ Tát đây, ngài Tạng Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu khoát những chúng sinh đó là cho sớm được giải thoát những người bị tội báo, cho đến bị đọa vào đường ác lớn. Ngài Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sinh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sinh trong cõi Diêm Phủ Đề kết nghiệp cũ mà phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm nhọc lòng cho ngài Địa Tạng Bồ Tát trải qua bao nhiêu số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó lại có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa trùng hùng sói sư tử rắn độc bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng dây nát sẽ bị hại. Có một vị trí thức hiểu nhiều pháp thuật nạ có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa các loài rắn độc. Chợt gặp người quen nạp đường kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: Ô hay, này ông kia, có nhân sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật nạn gì có thể ngăn chặn được sự độc hại chăng? Người nạp đường đó bỗng nghe lời hỏi trên đó mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vì thế tri thức ấy nắm lấy tay dìu dắt dẫn người nạp lối có ra ngoài đường hiểm nạn khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt nào cho được an ổn, rồi bảo rằng: Là người nạp đường, từ nay về sau tớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa, ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi đạo, lại còn phải bị tổn tính mạng. Người nạp đường nó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị thiện tri thức lại dặn thêm: Nếu ông có gặp kẻ quen người thân của những người đi nạp đường, những người đi đường hoặc trai hay gái, thì ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại và vào đó ắt phải tổn tính mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế lên ngày Tạng Bồ Tát đủ đức tử bi lớn cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sinh lên cõi trời cõi người để hưởng đến sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sinh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt ra khỏi đường, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quen đường đi lạc vào đó, nay đã thoát khỏi rồi, chọn hẳn không còn trở lại vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa thời nào còn mê lòng không biết đó là con đường hiểm nặng mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải
mất mạng, quý chúng sinh bị đọa vào chỗ nạn đạo ngày nạn Bồ Tát dùng sức sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi sanh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sinh đó kết nghiệp quá nặng, thoải mái ở chốn địa ngục, không lúc nào được thoát khỏi quỷ vương và bảy thiện nguyện. Bây giờ ác đạo quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi trời, trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp báo kiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm nào, chạy vườn bồn nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút nó phước này bằng mảnh nông sợi tóc, cho đến trong một lá phan, một bảo cá, chút hương, chút hoa, cũng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc tụng ơn kinh tốt hơn, cũng dường một bài kệ, một câu kinh, hoặc hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các Đức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị nam. Chúng con chuyển các hàng tiểu quỷ có oán lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó để phải hỗ trợ, có chẳng cho những việc giữ một sự tai hại bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, cũng là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Thiên Nga có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng chuyển cho các vị trời phạm vương đến thích hộ vệ các ông chủ mạng trình thương. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong các hội có một vị quỷ vương tên là chủ mạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp viên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sinh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo lời bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sinh không hiểu ý con nên đến đôi khi sinh ra, khi sinh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế, khi sinh nở lên nằm này thiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sinh không luận là con trai hay con gái, khi sắp sinh ra chỉ lên làm việc phước này thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, thằng thân quyến cũng được phước nợ. Hoặc khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận chớ có thiết hạ sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn đủ nhau, hoặc cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đợt sáo, làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh, nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá chạy thổ địa bảo hộ lại con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn thời đáng lẽ nên làm được phước này để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại là sinh vật hội họp thân quyến. Vì lẽ này là đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. Lúc chân lên tu phước lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung, không luận là người này hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo của phước. Phước này giúp thêm an lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn vị thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ đến hóa làm người thân quyến dẫn dắt thần hồn người chất, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Cũng chỉ là những kẻ lúc sanh tiền đã sáng tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc năm chung thời thần thức hôn mê không biện được nghĩa lành điều giữ, cho đến mắt cùng cha tai không quản thấy nghe gì hết, hàng thân quyến của người năm chung đó nên phải sắm sửa là sự cung dường lớn cùng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát tu tạo nhân duyên phước này, như thế có thể cho người chết khỏi hẳn chỗ ác đạo, các thứ ma quỷ ác thần phải đều phải nuôi tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh trong lúc nơi chung nếu đọc nghe hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ, một bài kệ kinh để lại thừa, con xem xét hạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát sinh, những nghiệp là báo nho nhỏ đáng nhẽ phải xa đảo chỗ nát đạo nhìn đặng thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng: ông vì có lòng đại tử nên có thể phát ra lời thề nguyện lớn ở trong sanh tử cứu độ chúng sinh như thế. Như vậy đợi sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lời nguyện chân đó đều lên nào cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ những chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề lúc sinh lúc tử đều làm cho được an vui cả, chỉ cho mong các chúng sinh trong cõi sinh trong lúc sinh lúc tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều dặn là theo đời giải thoát đặng lợi ích lớn.
Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thì đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trong nghìn đời, là vì quỷ vương ủng hộ chúng sinh trong lúc sanh cùng ghi tử. Đó là vì Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi phát tự nguyện hiện thân đại quỷ chớ thiệt thòi không phải quỷ. Quá 170 kiếp ông đó sẽ trở thành Phật, kiểu là vô tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó nên số kiếp không thể tính đến được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời cùng được vị ấy độ pháp cũng đến số không thể hạn lượng. Sư danh hiệu của chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Tạng Bồ Tát lại cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự ích làm cho trong vòng sinh tử tặng nhiều lợi ích lớn, cú xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn khỏi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà tiên nói sự chẳng thể ghi bàn. Bây giờ tiên đã phải Đức Phật ông lên nói ngay đi, giả sử ông có thể sớm vào trong huyện đó ta, dầu có vào liên bản cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về tội quá khứ có Đức Phật ta đòi hiệu là vô minh thân Như Lai, như có người nào cũng nào nghe hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lọc cung kính để tặng siêu việt tội nạn sinh tử trong 40 kiếp, cuối đến là vẽ đắp hình tượng cung dường tán thán. Này người này sẽ được vô lượng vô biên phúc lợi. Này hàng hạ sa kiếp về tội quá khứ của Đức Phật ta đòi hiệu là bù thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe hiệu của Đức Phật đây phát tâm quý y với Phật trong khoảng khảy ngón tay, người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng tính giác. Tại thời quá khứ Đức Phật đã đòi hiệu là ba đầu ma thắng Như Lai, nếu có người nam người nữ nào lấy danh hiệu của Đức Phật đây phá qua lỗ tai, người này sẽ đọc được 1.000 lần sinh lên sáu tầng trời cõi dục, bốn nhân là trí tâm sư niệm. Tại bất cả thiết vô số kiếp về thời quá khứ của Đức Phật đã đòi hiệu là sư tử hống Như Lai, nếu có người nam người nữ nào lấy danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quý từ trong một niệm, người sẽ đọc gặp vô lượng các Đức Phật sau đảnh thọ ký cho. Tại thời quá khứ Đức Phật đã đòi hiệu là công năng lúc tôn Như Lai, nếu có người nam người nữ nào lấy danh hiệu của Đức Phật đây trí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiện kiếp là vị đại phạm vương đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Này phải quá khứ Đức Phật ra đời hiệu là tỷ bà thi Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn sa đọa vào chỗ đắc đạo, người thường được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thú thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hàng hà sa kiếp về thời quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là đa bổ Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đặng vào ác đạo thường ở tại khu trời ở sự vui thủ thắng vi diệu. Là thời quá khứ Đức Phật đã đòi hiệu là bổn tướng Như Lai, không có người nào nghĩ nào lấy danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thời quá khứ của Đức Phật ra đời được là ca sa chả Như Lai, không có người nam người nữ nào lấy danh hiệu của Đức Phật đây thời người ấy sẽ tiêu sát, sẽ siêu thoát là tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại thời quá khứ Đức Phật ra đời hiệu là đại thông sơn vương Như Lai, như có người nam người nữ nào lấy danh hiệu của Đức Phật đây thời người này tặng gặp hằng hà sa chư Phật nói nhiều pháp màu cho đều đặng thành đạo bồ đề. Tại thời quá khứ của Đức Phật Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tự Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Tinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thời vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam hoặc người nữ chỉ niệm được danh hiệu và một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, vô nữa là nhận được nhiều danh hiệu. Những chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đạo nhiều phúc lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung hàng thân quyến trong nhà, đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, anh nhớ trải qua ức kiếp khỏi hẳn không ra khỏi nặng quả khổ, nhưng bởi vì lúc năm chung nhờ người chết đó vì người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của Phật cho lên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Muốn nữa là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước này trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng các bổn nguyện quyển chung hết. Bổn hạnh Địa Tạng thể nguyện rộng sâu vệ vàng châu giáo độ chúng sinh, địa ngục khổ không ngàn tinh tấn kiền thành khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Tạng Bồ Tát Ma Tát, Đức Hoa Thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng có
người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc hưởng phước đến phước lợi đến trong trăm đời nghìn đời. Những sự ấy tại nào sao thế? Cú xin Đức Thế Tôn dạy cho. Đức Phật bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Đây ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đa lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Tiếp Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ việc đấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Tiếp Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhân đến kẻ tật nguyền cơm ngọc, kẻ điếc ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm tử bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho đến tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, hoặc lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cũng dường cho 100 hàng hà xa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vì quốc vương đó phát tâm tại đại tử bi đối với những kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước này được hưởng quả báo như thế, trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống hồ là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ uống ăn. Lại về nữa, này Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát thanh văn hay biết chi Phật đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đọc trong ba kiếp là vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt nặng. Nếu có thể đem phước này bố thí đó mà hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới thời quốc vương đó trong 10 kiếp thường, được làm vị trời đại phạm tiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp vào chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, thì có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cũng dường để kết duyên lành vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường, làm vui chuẩn nhân những người khác cùng chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường, làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm theo công đức cũng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, được như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Tại vì này Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ vị quốc vương hay hàng bà la môn, gặp những người già yếu được bệnh và kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men cơm nước tưởng chứa bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bản đến được. Trong 100 kiếp thường là vua trời thị cư, trong 200 kiếp thường là vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo. Cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Tại vì nữ này Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương bản la môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ tặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Vui gì là những quả trời phạm vương, trời đế thích vua chuyển luân, này Tạng Bồ Tát vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sinh đều phải học theo. Như thế lại vừa nữa lại Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít của phước này, chừng bằng sợi lông sợi tóc, còn cái lông sợi tóc của các mày bụi phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vừa nữa lại Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vô chuyển nhân mà bố thí cũng dường thời đặng vô lượng phước này, thường được sanh ở cõi trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh thường thời phước lành của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Là người nữ này Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ Việt Nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính và khen bố thí cũng dường người ấy sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem công đức hồi hướng cho các pháp giới chúng sinh thời được phước này không nghe thể ví dụ thế nào cho được. Là người nữ này Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ Việt Nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu nào kinh pháp mới thời bố thí cũng dược chiêm ngưỡng lễ lại khen ngợi chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh pháp cũ hoặc hư rách thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm nào, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm, những người đồng phát tâm đây trong ba đời
Trong 30 đời thường là vua các nước nhỏ, và vị đản vị chính đó thường là vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà đoan hóa vua các nước nhỏ. Tại vì nơi này thì dạng Bồ Tát trong đời sau cũng có người Việt Nam kẻ phụ nữ nào ở nơi cội phước này đã gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc là sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảnh bụi, một hột cát, một giọt nước. Những sự này như thế không gọi là nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho các pháp giới chúng sinh. Thời công đức của người đó trong nhìn đời thường hưởng thọ sự vui hưởng diệu, còn như chỉ hồi hướng cho dân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự này thường thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Này Đạo Bồ Tát, những đương nhiên công đức về sự bố thí như thế đó. Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó thì cái nào Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng để lễ vô lượng vị Phật, vị Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn được khắp mọi loài chúng sinh. Ngài Đại Bồ Tát đây so với tất cả các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Đại Bồ Tát đây có nhân duyên đối với chúng sinh trong quá trình phù đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Có Lâm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ hóa chúng sinh trong sáu đường. Những chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, Ngài Đại Bồ Tát đây phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường, trải đến chỗ kiếp với số cát sông, với số cát trong trăm nghìn ước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh ở hiện tại nay và vị nay sau, tôi sẽ sạch ở phương Nam trong cuộc đất của mình, dùng đất đá treo gỗ mà dựng cái khám quét đất, trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tôi hương cúng dường chiếm lễ và khen thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người chết đã được sinh lên cõi trời, bốn là người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tặng ý cạn, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch được hư hao, tám là thuyết hẳn ác mộng, chín là khi ra nước vào có thần cao hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cung dường này tạo một tác như thế thở được sự lợi ích như vậy, thì cái nào thần bạch và chúng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thể nữ nào trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng kinh hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, mà người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả các sự tai họa như lửa nước, lửa trộm cướp nặng lớn nặng nhỏ hãy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo: Khi nào Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi thiên phủ đề đều nhờ ông hỗ trợ, có đến cây cỏ cát đá lúa mè che lau gạo thóc của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần thông của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời ông công đức thần thông của ông lại càng trăm nghìn, lại càng thêm trăm nghìn lần chỗ hơn lúc thường. Ngài Tạng Bồ Tát Địa Thần, trong đời sau như có kể Việt Nam người thiện nữ nào cũng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh điển đại kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông bảo hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý nghe đến nghe lôi tai, cũng nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mình ông tọa trì hộ trì người đó, cũng có hàng tiên thuộc của Phạm Vương Đế Thích, tiên thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh của nguyện này, tự nhiên được rốt giáo san hiền biệt phục, chúng nó đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Thấy nghe được lợi ích. Phẩm thứ 12. Đức Phật phóng quang tuyên cáo, lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn ước tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lạnh, tia sáng tướng mây lạnh lớn, tia sáng tướng hình vòng tròn, tia sáng tướng hình tròn lớn, tia sáng tướng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vùng mặt trời, tia sáng vùng mặt trời lớn, tia sáng vùng mặt trăng, tia sáng vùng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những bộ luồng tia sáng, thế xong lại nói ra những tiếng rất kỳ diệu mà bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời rồng, người cùng phi nhân, đóng nghe hôm nay ta ở cung trời đang lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh nên bậc thánh, những sự ứng quả tập diện, những sự rốt ráo không lưu sụt, nơi đạo vô thượng tính đẳng tính giác của Ngài Tạng Bồ Tát. Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc đó, lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt, trong pháp hội
có một vị tạng Bồ Tát hiệu là Quán Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống chắp tay mà rồi cùng Đức Phật rằng: Bạch Thích Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức tử bi lớn, ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, ngài hóa hiện ra ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần, chẳng thành di bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khắp miệng đồng lời khen ngợi ngài Tạng Bồ Tát, rồi cho các đức Phật trong thỏa quá khứ, thỏa hiện tại và vị thỏa vị lai nói công đức của ngài Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo pháp trong đại chúng rằng: Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của ngài Tạng Bồ Tát, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bằng của ngài Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời dòng chiêm ngưỡng nghe lại ngài Tạng Bồ Tát để tặng phúc lành. Đức Phật tán thán và hứa khạng. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh các cõi ta bà, những hàng trời dòng quỷ thần cho đến dòng hoặc quỷ cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào lên điều của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thờ những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sinh vào cõi trời cõi người, hưởng sự vui vi diệu khi nhân quả sắp thành thục điền được Phật thuận ký cho. Tay ông sẵn lòng tử bi lớn thương xót các loài chúng sinh vì tám bộ chúng trời rồng mà muốn nghe ta nói sự ích chẳng thể nghĩ bằng ngài Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Thế nghe thêm phúc trời. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong thế giới từ thời hiện tại nay thì hiện tại hay nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phúc trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra lôi thân, hoặc có kẻ phải đọa bảo nơi chốn ác đạo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện ra thấy hình tượng của ngài Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên ngài Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, và các vị trời đó càng thêm đối phúc trời hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa vào ba ác đạo nữa, cũng chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát nghe danh hiệu của Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ ăn uống, vật báu, chuỗi ngọc, bảo thi cung dường thờ người này đặng vô lượng vô biên phước đức, vô biên công đức phước lợi, người bệnh được lợi, ngài về nữa ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới về thời hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sinh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ bác đạo, không chi nào lúc sắp mạng chung ta mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa vật báo y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay vẽ họa hình tượng của ngài Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Tạng Bồ Tát, người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang đến bệnh nặng thời nhờ công đức này liền được lành bệnh tuổi thọ thêm lâu, còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết lại dù có tất cả tội chướng nghiệp chướng đáng nhắc phải tọa vào ác đạo xong vì nhờ công đức này lên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng tại giờ tiêu sạch tiên vong được phước, là người nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam người nữ nhân nào hoặc lúc còn vú mớm hoặc lúc lên 3 tuổi hoặc lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ cho đến chết mất anh em chị em, đến khi người đó khôn lớn nếu tưởng đến cha mẹ cùng hàng anh thân quyến không rõ là nào quả chỗ nào hay sanh về thế giới nào hoặc nên sanh lên cõi trời nào, người đó cứ như có thể to vẽ hình tượng của ngài Tạng Bồ Tát, nhớ đến nghe danh hiệu của ngài Tạng của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến 7 ngày đừng tổn thất tâm ban đầu, nghe hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường tán cúng dường thời kiến thuật đã sớm phước của người đó, nếu cho ác nghiệp và bị vạ vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng ngài Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em nên liền tặng giải thoát thường được tiên sinh cõi trời cõi người hưởng quả vui đủ thắng vi diệu. Còn như kiến thuật đã sớm phước của người đó có phước này đã được sanh lên cõi trời cõi người hưởng thưởng thọ quả vui đủ thắng vi diệu, rồi thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Tạng Bồ Tát và niệm mấy danh hiệu của ngài đủ số một muôn biến sẽ tặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó do lôi cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về, còn trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới này, đến thế giới hàng quyến thuộc, nếu người đó
lại có thể trong trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến, nguyên đến 1.000 ngày ở đó sẽ được Bồ Tát sai các vị tùy thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc tư dật, không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, muốn thế nào đến nơi thân xuất giáo rồi người đó từ ngày đạo Bồ Tát sai đảnh thọ ký cho nguyện nữa sớm thành đại nữ hiện tại quán theo Bồ Tát rồi đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu tạo phúc tu tạo vô lượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và danh hiệu của ngài tạng Bồ Tát rồi trí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam người thiện nữ đó mong được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại lại về nước để quán theo Bồ Tát trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn mưu ước điều nguyện trăm nghìn mưu ước sự về hiện tại cùng thời hiện nay chỉ thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường hoặc khen hình tượng của ngài tạng Bồ Tát được như thế thời nguyện những chi và cầu những chi đều thành tựu cả. Lại mong ngài tặng Bồ Tát phần đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong rất chiêm bao để nặng ngài tặng Bồ Tát soi đảnh thọ ký được trí huệ lại được nữa ngài tặng Bồ Tát này lại được nữa quán thế âm Bồ Tát trong đời sau như có người Việt Nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển đấy, dầu gặp đặng bực minh sư thì dạy cho những người đó học tập nhưng rồi đọc rồi quên rồi trả đến cả tháng cả năm nó không đọc tụng được, những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chốn đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng, những hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của ngài tạng Bồ Tát đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát đồ dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả đồ ngọa cụ cúng dường hình tượng của Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam, khi nước đổ vào và khi nước vào miệng phải trí tâm trình trọng uống nước xong phải cử ngũ tân triệu thịt tả dân vọng nữ và các để giết hạ trong 7 ngày hoặc 21 ngày, người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy hình tượng tạo Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đảnh của người đó, sau khi thức dậy người đó liền tạo thông minh một phen, nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tai nạn tiêu trừ lại rồi nữa này quán thế âm một khác về trong đời sau, như có người nào ăn mà không đầy đủ cầu chi cũng không tạo nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự không suy nhà cửa không yên ổn nhưng được chia lìa hoặc các sự tai vạ cứ đến quấy yên nhiễu nơi thân luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ, những người như thế đó khi nghe hiệu của ngài tạng Bồ Tát thấy hình tượng của ngài tạng Bồ Tát trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến khởi những sự không phải ý trên đó sẽ tiêu sạch dần dần để làm an vui rồi ăn mặc chưa tập cho đến trong giấc mộng phải đều an ổn vui vẻ quả hiểm nguy tại nơi ngài tạng Bồ Tát này ở nước này quán thế âm Bồ Tát về đời sau nếu có của Việt Nam thì Việt Nam thì như nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyện tư hoặc nhân sự xây cùng tử hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biển hoặc gấp hoặc gặp nước lụt lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài tạng Bồ Tát một phương biến được thế thời đi qua nơi nào chỗ nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ lúc đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến dầu gặp là hủ sói sư tử nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài quán thế Bồ Tát, ngài tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghe tên của ngài tạng Bồ Tát được lợi ích, hoặc chẳng nói đến trăm nghìn kiếp cũng không biết được. Ngài quán thế Bồ Tát vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui. Luôn bây giờ Đức Thế Tôn thì nói kể rằng ta xem địa tạng sức oai thần cái số hàng xa khó tỏ trần thế nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngàn hoặc chồng hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tật sẽ xa vào đường giữ trí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ trẻ thơ chết lúc nào cũng cha nhưng để chị em kẻ ruột cả nếu không nghĩ đến đều không biết nửa giữ đường này ở đâu nào để học câu đại sĩ gì cảm thương trên đấy hết lễ biệt chẳng đành 21 ngày nuôi tiền thương hiệu Bồ Tát hiện thân đến nguyên mình chỉ dành kiến thức ở nơi nào
ở xã Phú Phú Gia Mau, có thể không nuôi lòng tín ngưỡng. Thánh khí Bồ Tát bắt đầu trao Bồ Đề công trọng muốn tu hành, mong ra ba quái khỏi tử sinh, người này sẽ phát lòng bi lớn. Trước đây trên mới đại sư hình nghe tên quy chứng tướng chuẩn này, tôi rửa cung kính phát lòng thành để chứng chẳng thể ngay chứng đạo. Bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm cùng kinh sách mức độ chúng sinh khỏi tai ách. Giờ lập người lớn chẳng ý bản đồng rồi quên thổi nuốt xuất mắt người này để chứng nói làm mê, hoặc là thể kinh có một bề ý phục cũng ăn các ngọc phụ cung đường bị tặng với hương hoa. Dùng chén nước trong bảy chiếc tượng các người yêu buôn lấy uống các nào không chậm cứ ngũ tân thì tạo tâm cùng luôn uống trong 21 ngày cho giác sinh trên lòng tưởng niệm cùng nhân dân trên ba thấy rõ tôi như hiện thức rồi thì thậm chí khôn anh đại trưởng giáo nghe qua tai thì vẫn sau nhớ nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ ai thần lớn thằng giúp người đi có tà chúng sinh là khổ nạn ốm đau của nhà họ là người lấy nhau ngủ mê ngủ nghị không an ổn không an giấc còn muốn hỏng cũng chẳng được nào cốc lòng chữ lễ để tặng hàng bao nhiêu việc ác phải tiêu ngay nên trên bao đều an cả vì thần phù hộ của dư sản muốn qua sông biển đến núi rừng và thú tổng nguy tập đón đường ác thần ác quỷ mưa gió chữ người lỗ danh nguy vốn không được sắp trở ra đi đốn trước tượng cũng rừng tín lễ cùng kiêm ngưỡng núi rừng người cả có vào trong ác tai khi sạch đều an sướng quan tâm quá đông nó nghe ta nói rõ để tạm hô được oai thần đó trang nghỉ mưa tiếp phật chẳng rồi còn khi đại sĩ đẩy sức ngọ nhưng người nghe đến thì tạm danh thì hỉ chiêm lễ hết lòng thành hương hoa ăn uống trang y phục trang nghỉ báo đẹp hưởng đường này nếu hai dân công hồi pháp giới giúp giáo thành Phật sinh từ khỏi qua đâm lên nước đóng tiên bảy chuyển các hàng xa nhiều nước cõi dặn dò cứu độ nhân tiên quả thứ 13 Đức Phật giáo phó lúc đó Đức Thế Tôn đưa cái tay sắc vàng sau đảnh lại tạo một pháp và bảo rằng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bạn Đức Tử Vi của ông không thể nghĩ bạn trí huệ của ông không thể nghĩ bạn rồi cho các Đức Phật có ở mười phương khen ngợi nói những sự trở thành cái bàn của ông trong nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết ạ. Là người tạm ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đạo lợi nơi pháp hội lớn có trong nghìn muôn ước của bất cả thiết tất cả các đức Phật các vị Bồ Tát các vị hàng trời dòng cán bộ chúng đây một lần nữa theo các hoàng chúng sinh ở những kiện trong nhà lửa chia khỏi ba cõi mà ra phó cho ông chưa để các chúng sinh đó phải bị đọa vào ác đạo đầu nào chừng một ngày một đêm muốn chi là để cho chúng nó bị đọa vào ác đạo bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô giám cùng tiền a tỷ mà đến nghỉ mưa kiếp không lúc nào mong ra quả ư này tạm tâm tánh của chúng sinh có như phụ giải công nghị phần đông để quen theo tội ác hoặc phạm hoặc có người phát tâm này hoặc nhưng rồi không bao lâu liền thối thất của như duyên ác đã luôn luôn tăng trưởng cũng vì theo đó nên ta phải chia thân lại ta trăm nghìn ước để quá độ theo căn tánh của chúng nó hoặc nói chúng nó được giải thoát này tạm hôm nay ta ân cần cho chúng trời người ta có cho ông trong đời sau có hàng trời người chuyện nam trẻ nữ nào chồng ít căn này ở trong Phật pháp chừng bằng sợi đông mạch trần mà có cát đổ nước thời ông lên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần tạo hạnh vô thượng chối để họ thối thất lại nữa này tạo một pháp cho người sau hoặc có người trời người hoặc có trời hai người nào phải theo nghiệp mà chọn mà báo bị đọa vào chỗ ác đạo đến khi bị đọa vào ác đạo tối nguyện đến cửa địa ngục như chúng sinh đó nếu có thể hiện nếu có thể hiện lại cái hiệu của Đức Phật hay hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa ông nên dùng thần lực của ông tỷ phương trước cứu vớt tất cả chúng sinh đó ông nên hiện và thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ để sẽ có trời hưởng những sự vui vẻ đi triệu thù thắng bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân đã tạo ân cần dặn bảo ông đừng lại thần thông quyền độ họ đừng cho đạo đạo vào trong Bồ Tát tôn chỉ bây giờ ngài tạo Bồ Tát thì xuống nhấc tay và chúng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn cũng xin Đức Thế Tôn chớ lo trong đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một người cung kính quân cũng dùng trăm nghìn phương tiện của pháp người đó làm cho mau đoạn giải thoát trong đường sinh tử hơn nữa là nghe các việc này rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi tạo vô thượng không bao giờ còn dối chuyển tôi không tạm bạch hỏi hương tạm bạch hỏi lúc này tạm Bồ Tát có nói lời trên đó vừa xong giáo hội có một vị Bồ Tát tên là hương không tạm bạch cùng Đức Phật rằng bảy thứ tôn từ khi con đến cung trời đó loại này nghe Đức Như Lai ngợi khen hai thần thế giới không thể đi bằng lại tạm Bồ Tát trong đời xong và có người thế nào người nữ nào lên tất cả các hàng trời rồng thế khi đến này và nghe danh tự của ngài tạo Bồ Tát cùng với chiêm lễ hình tượng ngài tạo Bồ Tát thời kẻ ấy được bao nhiêu đều phước lợi cũng như thế tôi vì tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại hiện nay mà nó được lễ cho 28 điều lợi Đức Phật Bồ Tát hưng tạo Đức Phật Bồ Tát hưng tạo Bồ Tát lắng nghe cho kỹ ta sẽ bị ông mà nói rõ việc ấy chưa trong đời sau người Việt Nam của người nữ nào thấy hình tượng của tạo Bồ Tát phải nghe kinh này cho đến tổng tục dùng hương hoa đồ ăn uống y phục Phật báo bố thí cung dường lại ghen đến chiêm ngưỡng chiêm lễ thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích sau đây các hàng trời rồng thường hồ được bảo lành thằng này bảo thêm nữa chứa nhóm nhân vô thượng phổ thánh mà không còn có thất đạo bồ đề
đồ mặc món ăn đồ đạc đầy đủ, nhưng mình cần không đến nơi thân, quản những tai nạn về đường nước, không có các bệnh về, không có bị hại về trộm cướp. Người khác thấy đẹp, người khác thấy đến xanh lòng cung kính, các hàng quỷ thần đeo hộ trì, bởi sau thân gái thì thành thân trai, bởi sau sẽ là cô gái các vị hàng vương giả đại thần, thân tướng xinh đẹp, phần nhiều được sinh về cõi lành, cõi trời. Hoặc là một vua chúa có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước, có mong cầu chi cũng được bà ý tiến tục an vui, các tai nạn bất ngờ đều rút sạch, các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn, tiền đâu cũng đều không bị sự trở ngại, nên làm chiêm bao an ổn vui vẻ. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thờ được khỏi khổ, nếu về đời trước có phúc thờ được thọ sinh về cõi vui sướng, các bậc thánh ngợi khen, ăn tánh anh lợi thông minh, giàu lòng từ mẫn, tốt giáo thành Phật, bảy điều lợi này nữa, thầy thứ không tặng một tác như hàng trời dòng thủy thần ở hiện tại và đến nay, nghe hiệu của ngài tặng một tác tẩy lễ hình tượng của ngài tặng một tác, và nghe các sự về bổn nguyện tu hành của ngài tặng một tác, và ngợi khen trên lễ thời sẽ tặng bảy điều ích, mau chóng mau chứng hội thánh, những ác tiêu diệt, chư Phật đến ủng hộ, không tố thất bồ đề của lực được tăng trưởng, được đời trước đều rõ biết, tốt giáo thành Phật, đại hội tán tháng. Bây giờ bắt cả thiết tất cả đức Phật và đại hội biểu tác cùng cán bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự các hội đó, nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tiên bày sức vai thần lớn chẳng thể nghi vàng, ngài tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có lúc đó trời ra lợi dưới vô lượng hương hoa thiên ni chú ngọc để cung dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và địa tạng Bồ Tát, xong rồi tất cả đại chúng trong các hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Khi địa tạng Bồ Tát của nguyện quyển hạ hết bổn thệ địa tạng xoa nhân trong kinh tàn tật công ngọng cho tiền tranh tuyển sinh đời nay thụ đại thừa phương loại vô cùng tiết sanh báo vãng sanh, la mô thường trụ thập phương tăng, la mô thường trụ thập phương tăng, la mô thường trụ thập phương tăng, la mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát, la mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát, la mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát, đa loại thế tôn nói pháp mỏng địa tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi chuyển sau chẳng ngớt, khắp nội trời người khỏi khổ sầu, trời Atuna dạ sao phải đến nghe pháp đó nên trí tâm ủng hộ pháp Phật pháp kiến thường còn mỗi thị siêu năng mỗi thị siêu tu để Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chỗ này hoặc trên đất liền hoặc hư không thường với người đời sinh tử tâm để nên tự mình lưu pháp vào những các thế giới thường an ổn phước trí vô biên lợi quần sanh bao nhiêu tội nghiệp phải đều trừ xa lìa các khổ phải liên tịch bằng gì nếu hương sao bốc sáng thường gì đi phục ở để giúp thân hoa màu của đời pháp trang nghiêm thì theo cơ loại thường an lạc nam mô tổ tà phụ tránh hộ pháp chúng tôi một tát ma tát nam mô tổ tà phụ tránh hộ pháp chúng tôi một tát ma tát nam mô tổ tà phụ tránh hộ pháp chúng tôi một tát ma tát ma bát nhã ma la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát ảnh thân bát nhã ma la mật đa tâm kinh thời chiếu kiến của ảnh giai quân đồ như thích khổ ách phá lệ tử sắc bất thị không cú thị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc họ tưởng hành thức tiệt phục như thị phá lệ tử thị như thất sắc không tướng bất sanh bất diệt bất tố bất tịnh bất tăng bất giảm thủy cố không trung vô sắc vô thọ vô tưởng hành thức vô nhẫn nhĩ vô nhãn nhĩ tí tí thiệt thân ý vô sắc ý thi hương vị xúc pháp vô nhãn nhĩ tới nã trí vô ý thức lớn vô minh diệt vô minh tận nã trí vô não tử diệt vô não tử tận vô khổ tập diệt đạo vô diệt trí vô đắc trí vô sở đắc cố bồ đề tác giả ý bát nhã bát nam một đa cố tâm vô quán nạn vô quán nạn cố tự vô hữu khủng bố với như đảng mộng tưởng cá nhân cứu cánh nhất bản tăng thế chư Phật đi bát nhã ba la mật đa cố đắc đa lộ an ta đa la tam hiệu tam bồ đề cố bát nhã cố chi bát nhã đa mật đa thị đại chú thị đại như chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cố thích bát nhã ba la mật đa tức thuyết chú biết hiết đế hiết đế ba na hiết đế ba la tăng hiết đế bồ đề tát bà ha và nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đá đi nam mô a di đà bà dạ đa giả đa giả đa giả ta a di đà bà tỷ a di đà ta mà tỷ a di đà đa đế a di đà tỷ đa đa a di đà đa tỷ đa các đại ta bà ha a di đà phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô lãng luân thành hào chuyển ngũ tu di áo mục diệu thay tứ đại hải quang trung hóa phật vô sứ hóa bồ tát trung tiệp vô biên tu phật bát nhã cứ tập bát nguyện độ chúng sinh cử phật thắng vinh quang đỉnh ngạ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ bi a di đà phật Nam mô
Nam mô Phật, 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 Nam mô Quán Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Âm 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 Tát, Nam mô Đại Chi Bồ 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 Tát, Bồ Tát sám thập phương, thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất vì phẩm độ chúng sinh, A Đức vô cùng cực A Di Đà quy hiện sám hối tôn nghiệp, sám hối tam nghiệp tội, hàm hàm hữu chư phước tiện trí tâm dụng hồi hướng nguyện đồng niệm Phật nhân cảm ứng tùy vào hiện tâm chung tây phương cảnh tâm như tại phục mục tiền kiến dân kiến văn gia tinh tấn tầng xanh tự lạc quốc kiến Phật nhất sinh tử chư Phật độ nhất kiếp vô minh phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu tầng nhiệm độ chúng sinh tầng ngã thành Phật nặng chứ không hữu tận đã hiện vô cùng thì chúng tôi tình một tay một tí và liên tiếp kính lễ chư Phật thị giả sinh tán như lai tam giả quảng tu cúng dường tứ giả sang mỗi nghiệp chướng tứ giả bị biến đức cũng giả chỉ pháp luân các giả có chủ thế các giả tùy một học cử giả có như sinh và giả hai lần hướng sám thập phương mười phương chư Phật ba đời đi đạo như chẳng rời của sanh sanh mà cứ vẫn là có những cả thành vô biên nay con tới mỏng thuyền khi có Phật trong người quan phước lành có tuy trong ít nhiều cũng người làm tây thì rằng các bạn tu đây thì còn những hiện ra hiện ảnh biết rõ biết khác rõ ràng trong chuyện làm mặt tỉnh tây phương đến nghe có trải nghiệm hơn thường quả xanh lạc phước đồng hương hoa vàng hoa lở tây phật rõ ràng pháp bằng tử an luôn lại thì đã vô tận định thức trừ các môn học chẳng còn dư chúng sinh đồng nguyện bản kia đến Phật đạo cùng nhau chứng tín như không tận không có lọ lỗ cùng cùng quay quả mã chẳng cùng nhận thiên không tình có đồng nguyện chỉ mộc và tổng nhất đồng thành nay con là những tinh hạnh hộ kiện phổ biến một nước sẵn sàng mười môn một lòng thế tôn hiện thân trước Phật hết lòng kính tin hai đêm tiết trọng sinh thân là hay tốt thì chúng ta ba phải dùng hoa thể thao cái ra cũng được có vị mới chất làm đường các sự nghiệp có tầm sáng luôn năm chi công đức ngàn luôn của làm thánh quốc đồng vừa có vị lớn tự thừa các mẫu phật con vừa chỉ ra đã phải làm trở chút nát sao của khi trước Phật sẽ bảo vô ư vô dư ba mươi học đại thừa bắt đầu phải vượt qua chứ thầy là mọi mỏi các vị cũng lại hiểu rất hơn mỗi lần tất cả công nhân là một phát tần vui để nói rồi rồi để cái nặng ngồi đặt xem hồi hướng cũng khi công đức phủ thắng hạnh vô minh phóng ra hồi hướng cổ nguyện pháp giới chư chúng sinh các bão vô lượng pháp hộ pháp các phật pháp tiêu tan chúng trừ tiền não các sĩ loại chơi minh liễu cổ nguyện tội chúng tất tiêu trừ như thế trở thành những tác nặng sẽ tiếp tục từ nội chung của phẩm liên hoa tịnh mẫu pháp đại những phật mẫu xanh các tối bồ tát vô vận vi bạn nữ hiện sĩ tử công đức của tập ưu nhất thiết đã làm ưu tu sinh đã trở thành phật nặng an nhiên tập sử nát hộ chỉ đi ngã thì cam định tiền tinh thân tấn bất nhất tình nhân nó mạng trung thời thân tâm thánh niệm thì tính phân minh hiện diện phục nghi đại giữ chư thánh chúng thủ cấp kim đại tay như ngã phát la cảnh hay tại phật tử phụ đồ tác đạo phật độ chúng sinh đồng thành chủ trí nam mô tây phương cực lạc thế giới đại tử vi thế giới đại tử vi tiếp dẫn đại sư An Ni là Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Tử Vi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Chi Bồ Tát Phước Trí Nhị Nghiêm Nhân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Nhất Chỉ Hải Hộ Phật Bồ Tát Thích Thiết Hiển Thánh Chúng Chư Thượng Thiện Nhân Tam Quy Y Từ Quy Phật. Tam quy tự quy Phật đương nguyện chúng sinh để theo đại đạo phát lòng vô thượng lễ. Tự quy pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển kính lễ. Tự quy tăng thượng sinh cũng lý đại chúng hết phải vô ngại khả năng thấy chúng kính lễ.
đây phải phát ra. Quan kiến thưa chùa tự tác chính tâm buổi đọc cúng dường kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ thượng trung hạ đến đây để kết thúc. Và xin cho lúc này cúng dường cúng dường đạo tượng Bồ Đề, cúng dường nên chư vị bổ tôn Địa Tạng Bồ Tát chúng chi trì cho con. Và xin đang ngồi ngũ lúc này quan cho tất cả những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường xưa để đem lại niềm an vui phúc cho chúng con thời nay. Xin cô hồi hướng cho các vị đó sớm được thoát khỏi cảnh khổ. Xin được cái này chư Phật sớm thành đạo ô trọng là chúng con xin không kính lễ, xin kính tạ ơn tam bảo ba lễ chư Phật cáo lui. Nhất tâm kính được mấy nam mô thường trụ thập phương tam bảo. Nhất tâm cung kính tập mấy nam mô thường trụ thập phương tam bảo. Nhất tâm kính tập mấy nam mô thường trụ thập phương tam bảo. Con xin các ngài, con xin phép được cáo lui, xin mong các ngài nghỉ ngơi an toàn. Xin kính lễ. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Đi Sô ha ha.